Xin chào các bác. Vậy là đã sang năm mới 2024 được vài ngày rồi đúng không ạ? Hôm nay thì em Huyền lại may mắn xuất hiện trên kênh mua bán xe qua sử dụng của Salon ô tô Tùng Bách Thái Nguyên. Xin được gửi lời chúc năm mới thật là an khang, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý tới tất cả quý khách hàng đã, đang và sẽ tiếp tục theo dõi kênh mua bán xe của Tùng Bách Thái Nguyên ạ. Nhà em thì trước nay sau 6-7 năm hoạt động kinh doanh ô tô qua sử dụng rồi, nhưng mà lúc nào cũng đặt cái tiêu chí lương tâm lên hàng đầu, tức là làm những cái chiếc xe mà phải là xe đẹp, mặc dù qua sử dụng nhưng mà chất lượng nó phải được đảm bảo. Đặc biệt đối với từng khách hàng thì có thể là xe đắt tiền, xe ít tiền, nhưng mà mỗi người bỏ tiền ra thì cũng là một cái khoản tiền lớn đối với vị khách đó đúng không ạ? Nên là nhà em mong muốn rằng những chiếc xe mà em bán ra tới quý khách, các bác về chỉ việc gọi là thay dầu, thay nước làm mát, đổ xăng là xe chạy bình thường, không muốn là nay các bác mua mà mai kia suốt ngày phải làm xưởng đâu. Chính vì cái mong muốn như vậy nên cái đầu vào của nhà em kiểm tra rất là kỹ. Ngoài những cái chiếc xe đẹp, chất lượng và được đảm bảo về pháp luật thì đương nhiên làm nghề chắc chắn là đôi khi không tránh khỏi những cái gọi là những cái sai lầm nhỏ. Tuy nhiên thì khi mà về đến đây và được kiểm tra test lại một lần nữa, nếu như phát hiện ra cái tình trạng xe gọi là có thể bị mất keo chỉ hoặc là bị lỗi nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến vận hành, thì nhà em cũng sẽ minh bạch công khai báo rõ với khách hàng cũng như là đưa cái giá bán phù hợp với sản phẩm các bác nhé. Chính vì vậy khi đến với Tùng Bách Thái Nguyên, em xin khẳng định và cam đoan rằng các bác sẽ có thể mua được cái sản phẩm đúng với cái số tiền mà mình bỏ ra, hoàn toàn sẽ không bao giờ có chuyện là bị mua đắt đối với một cái sản phẩm nào đấy đâu các bác nhá. Xe đẹp thì giá hợp lý, mà nếu như mà xe có cái vấn đề gì nhỏ nhẹ đấy thì các bác cũng sẽ được mua với tiền gọi là thấp hơn cửa, thấp hơn thị trường đúng với cái giá trị của sản phẩm ạ. Hôm nay thì nhà em về được thêm một chiếc xe thuộc phân khúc hạng C là Hyundai Elantra màu trắng. Đây là phiên bản 1.6 AT, xe sản xuất năm 2019, lăn bánh hơn 4 vạn km và cũng sẽ được chào bán với mức giá là trên 400 triệu đồng. Còn cụ thể chính xác thì tí nữa em Huyền sẽ đi vào chi tiết sản phẩm này, sau đó thì sẽ báo giá công khai. Các bác cho em xin một like, một comment động viên chúc mừng năm mới nhau các bác nha. Trước khi mà đi vào chi tiết chiếc Elantra 1.6 AT 2019 này, em xin phép là đi nhanh qua cửa hàng báo giá cho các bác những cái xe mà đang có sẵn tại nhà em. Tình hình Tết đến xuân về các bác mua xe rất là nhiều. Hôm qua thì có lên một chiếc Hyundai Accent và một chiếc Toyota Venza. Thì chiếc Accent em đã nhận cọc và đã chuyển xe lồng đi Hưng Yên rồi. Bây giờ là chỉ còn chiếc Venza thôi các bác nhá. Dạ vâng. Trước tiên thì em sẽ đi vào báo giá ngay chiếc Honda CR-V bản L, bản cao cấp nhất với gói công nghệ an toàn Sensing. Chiếc xe này thì được trang bị cả cửa sổ trời này, cả cốp điện vì là bản L mà các bác. Xe sản xuất năm 2020, ngoại thất màu đỏ, nội thất màu đen với cái số km sử dụng là 39.000 km, có đầy đủ lịch sử hãng để các bác check. 4 quả lốp vẫn còn zin theo xe. Và chiếc xe này em chào bán với mức giá là 810 triệu đồng các bác nha. Hỗ trợ trả góp ngân hàng trên toàn miền Bắc luôn ạ. Thương hiệu là Nissan nhưng mà lại nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc. Đây là chiếc Nissan Juke 2013 đăng ký lần đầu 2014, lăn bánh 10 vạn km với mức giá chào bán 399 triệu đồng, màu đỏ các bác nhé, khá là nổi bật. Xe nhập khẩu từ châu Âu về thì lúc nào cái thân vỏ khung gầm chắc chắn, chính vì vậy khi các bác đi bên trong rất là đầm xe ạ. Gầm cao máy thoáng và không khác gì một chiếc xe mới ở trong hãng, Kia Sonet 2023 bản 1.5 AT bản tiêu chuẩn ạ. Xe lăn bánh có 3.000 km, sơn zin gần như là nguyên con luôn các bác nhá. Thêm đúng cái ly lông thôi là không khác gì xe mới rồi, mà các bác sẽ tiết kiệm ngay được khoảng tầm 450 triệu đồng. Chiếc xe này em chào bán với mức giá là 528 triệu đồng. Nếu như bác nào mong muốn thiện chí với xe thì có thể gọi điện trực tiếp cho Tùng Bách Thái Nguyên theo số điện thoại mà em Huyền đã ghim dưới góc màn hình để em có thể tư vấn kỹ hơn cho các bác về hình ảnh xe, về các vấn đề pháp lý, hoặc nếu như bác nào muốn làm ngân hàng thì em Huyền hỗ trợ thủ tục cho mình luôn ạ. Cũng là thương hiệu xe Kia nhưng mà to hơn, rộng rãi hơn và cũng nhiều chỗ ngồi hơn. Kia Carens 1.5G Luxury 7 chỗ ngồi, sản xuất 2023 luôn. Dạo này nhà em hay về được những cái chiếc xe đời cao như thế này. Đời 2023 là cao nhất bây giờ rồi đúng không ạ? Mặc dù là 7 chỗ ngồi các bác nhá, nhưng máy 1.5 thì quá tiết kiệm nhiên liệu, cực kỳ phù hợp cho đi gia đình và kể cả là đi dịch vụ cũng được luôn. Xe Kia, xe Hàn thì lúc nào thiết kế cũng rất là đẹp và bắt mắt đúng không ạ? Trước này thì em chào bà
bán với cái mức giá là 628 triệu đồng. Nói chung là giá mong muốn thôi, các bác thiện chí thì cứ gọi điện nhé. Đây các bác nhìn xem, cái mẫu xe Hàn Quốc thì đúng là quá là đẹp, không thể có gì để chê được về cái phần ngoại thất hay là nội thất bên trong đúng không ạ? Những cái chiếc xe này thì nó đều còn bảo hành trong hãng. Và ở bên đây em lại có thêm một chiếc Kia Sonet nữa để cho các bác có thể cân nhắc. Chiếc Kia Sonet này cũng là phiên bản Dulux 2022 các bác nhá. Xe thì lăn bánh 16.000 km với mức giá chào bán 510 triệu đồng. Đấy, cả ba xe Kia mà em Huyền vừa quay ấy, thì đều còn bảo hành trong hãng, nên là các bác có thể hoàn toàn yên tâm nhá. Cam kết số km là zin chuẩn 100% luôn đấy ạ. Toyota Rush 2021 lăn bánh 28.000 km, 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Toyota, cũng là một chiếc xe 7 chỗ và sử dụng máy 1.5. Đặc biệt thương hiệu Toyota của Nhật Bản thì rất là giữ giá, rất là bền bỉ luôn đúng không ạ? Và cái đồ ăn uống của xe thì cũng gọi là quá là tiết kiệm luôn. Chiếc xe này em chào bán với mức giá là 538 triệu đồng các bác nhá. 7 chỗ ngồi, xe thương hiệu Chevrolet của Mỹ, Chevrolet Captiva LTZ đời 2018. Chiếc xe này của em thì lăn bánh 68.000 km, một mẫu xe 7 chỗ ngồi mà giá chỉ hơn 400 triệu đồng. Quá là phù hợp nếu như bác nào cần đi gia đình đông người, thích một chiếc xe khỏe khoắn, nhìn cái dáng cũng rất gọi là thể thao, rất là nam tính đúng không ạ? Và đặc biệt giá tiền vừa phải hơn 400 thì đừng bỏ qua mẫu Chevrolet Captiva LTZ 2018 này của nhà em nha. Hôm trước quay phim ấy thì ở đây là trước Innova 2012 đúng không? Nhưng mà em Huyền thì đã nhận cọc một khách hàng ở Phú Thọ và hiện tại là đã cất trên kho rồi. Bây giờ đối với cái sản phẩm Innova, một chiếc xe 7 chỗ ngồi vô cùng rộng rãi, gần như là nhất phân khúc, sinh ra là để chạy dịch vụ luôn, tại vì quá là rộng rãi đúng không ạ? Và bền bỉ, đây là chiếc Toyota Innova 2.0e đời 2021 các bác nha. Và chiếc xe này thì em sẽ chào bán với mức giá là 620 triệu đồng ạ. Lại là 7 chỗ nhưng mà xe này thì chỉ đi gia đình thôi, với cái thời gian bảo hành là 10 năm hoặc 18 vạn km, cứ cái nào đến trước thì tính cái đấy. Đây là cái mẫu xe mà có thời gian bảo hành dài nhất Việt Nam hiện tại luôn. Đây là chiếc VinFast Lux SA Premium sản xuất năm 2021 với mức giá chào bán của nhà em là 820 triệu đồng các bác nhá. Ford Everest này, Titanium một cầu số tự động sản xuất năm 2019, 8 vạn km. Trước này thì em bán là 818 triệu đồng. Tuy nhiên thì hiện tại em cũng mới nhận cọc để check bank cho khách hàng ở Tuyên Quang. Hôm nay thì đang trong quá trình check, chưa biết kết quả như thế nào luôn các bác ạ. Đây là cái mẫu xe mà thực sự là quá là rộng và có thể đi được trên mọi địa hình, mọi cung đường đấy. Đặc biệt là thân vỏ thì cũng rất là dày dặn và chắc chắn các bác nhé. Liềm mơ ước của bao nhiêu người luôn, Ford Everest Titanium. Hạng xe này các bác này, rẻ nhất trong phân khúc hạng xe, máy 1.5 cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu. Focus Trend phiên bản sedan đời 2017, 62.000 km, 365 triệu đồng các bác nhá. Đấy, nếu như mà thích hạng xe rộng rãi và loanh quanh cái tầm tiền trên 300, lại muốn số tự động thì các bác có thể cân nhắc đối với cái mẫu Focus Trend đấy ạ. Một chiếc xe thuộc phân khúc hạng B, hatchback hạng B và nhập khẩu nguyên chiếc từ Pháp luôn. Peugeot 208 đời 2015. Điều đặc biệt mặc dù xe đã qua 8 năm sử dụng nhưng mới lăn bánh có 3 vạn km thôi. Chiếc xe này em chào bán với mức giá là 365 triệu đồng ạ. Ở bên đây thì em đang có một chiếc xe nữa, nhưng mà chiếc này thì em đã gọi là gần xong cái thủ tục cho khách hàng rồi. Chiếc này là Focus Trend 2019 làm ngân hàng, nhưng mà ở trên kho thì hiện tại là hết chỗ để nên là em xếp gọn ở đấy nhá các bác nhá. Veloster thì hiện tại chỉ còn một em thôi, một em thì sáng nay đã, tức là cho vào Đồng Nai và sáng nay thì khách hàng vừa mới nhận được và đã chuyển full tiền rồi các bác nhá. Đấy là em Veloster màu cam, còn em này là màu trắng ạ. Veloster 2011 các bác nhá, với mức giá chào bán là trên 300 triệu đồng. Cụ thể chính xác cứ nhấc máy alo cho Huyền, cho Tùng Bách Thái Nguyên với số điện thoại ghim dưới góc màn hình. Bây giờ thì sẽ đi vào nhân vật chính ngày hôm nay, em Huyền xin phép được quay chi tiết chiếc Hyundai Elantra 1.6 AT đời 2019, 4 vạn km, quá là đẹp đúng không ạ? 4 năm sử dụng nhưng mới đi có hơn 4 vạn cây thì chứng tỏ khẳng định một điều rằng đây là một chiếc xe mua về để chạy gia đình, và đặc biệt là chủ đi cũng rất là ít, không có nhiều đâu. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất bên ngoài, em sẽ đi một vòng để cho các bác xem qua nha. Đây xem nào, cái phần thân vỏ bên ngoài thì cũng khá là liền nạc và ngay ngắn này các bác này, để xem phần đuôi xe nhá. Đây, có trang bị cảm biến sau rồi. Đây các bác này,
Xe này thì đi 4 vạn km nhưng mà đây các bác xem cái dàn lốp nhá. Tại vì là lốp này là mới được thay cái dàn lốp thứ hai 2023 luôn. Sẽ có rất là nhiều bác thắc mắc và hỏi là mới đi 4 vạn cây tại sao lại đã thay lốp ấy. Thì cái này nó có rất là nhiều lý do. Ví dụ như xe em đang sử dụng em cũng mới đi có hơn 3 vạn cây thôi mà em đã thay lốp rồi. Tại vì em hay đi vào cái đường đường bê tông ấy, nó bị mòn mới bị rách. Hoặc đơn giản là ví dụ như là người ta cảm thấy muốn thay cái dàn lốp mới để đi cho nó êm hơn, cảm thấy lốp cũ không êm nữa chẳng hạn như vậy. Mình phải căn cứ vào rất là nhiều chi tiết. Tại vì em biết rằng có nhiều bác hay kiểu như là cứ áp dụng là xe sedan là khoảng tầm 5 đến 6 vạn thì mới thay lốp, mà 4 vạn là thay lốp thì không phải kiểu như vậy. Nhưng mà cái đấy thì nó chỉ là một phần thôi các bác nhá. Mình có thể dựa vào rất là nhiều chi tiết khác. Ví dụ như là nội thất ở bên trong xe, ghế, vô lăng, tay lắm số. Ngoài ra chiếc xe này thì còn có cả lịch sử hãng ở đây này các bác này. Tức là thẻ nhắc bảo dưỡng ở trong hãng đây các bác nhá. Đấy, người ta sẽ đi bảo dưỡng ở mức 48 vạn hơn vào ngày 20 tháng 6 năm 2024. Đấy là thẻ nhắc, tại vì cái xe này đi quá ít. Thì bây giờ em Huyền đi vào chi tiết của chiếc xe này luôn. Nội thất bên trong những cái chi tiết hay gọi là dễ hao mòn nhất, hay sử dụng nhất, đấy là ghế này. Thì hoàn toàn là chưa có cái dấu hiệu gọi là hao mòn nhiều. Đặc biệt là phần mép ghế và cái phần bề mặt da ở chỗ ghế ngồi và tựa lưng thì còn rất là căng đẹp nha các bác nhá. Đấy các bác nhìn là các bác thấy ưng luôn. Cái phần vô lăng này cũng thế này, có hay cầm nắm xoay rất là nhiều luôn, nhưng mà cái vân vẫn còn nguyên và đặc biệt là phím bấm còi thì còn rất là đẹp. Đây các bác nhìn này, có tích hợp đầy đủ luôn các phím đa chức năng cho các bác. Đèn cũng là auto và gạt mưa cũng là auto luôn các bác nha. Đè lẩu thông minh, để em Huyền thử đè lên cho bác xem này. Đây 43.847 km. Đấy, mới thế nhở. Màn hình theo xe, đây là màn hình theo xe nha các bác nhá. Đấy, vẫn hoạt động bình thường, tất cả mọi chức năng trên xe đều như vậy. Để em sang bên kia đi, em quay hộ chị để quay vào cái phần tablo cho các bác xem nữa. Xe đẹp đấy các bác ạ, không chê vào đâu được đâu. Đây, ví dụ như là phần tablo này hoàn toàn không có xước sát nhá. Đấy, kể cả là táp bi cửa cũng vậy luôn. Quá là chất, để em vặn cái tiếng đài lại, hiện tại là đang chạy đài này. Đấy, các bác nhìn này, quá đẹp và quá mới đúng không? Xe còn trang bị cả cửa sổ trời ở phía trên này luôn. Đây nhá, cửa sổ trời. Đấy, và cái phần trần màu kem thì hoàn toàn không có xước sát gì đâu. Đấy, em Huyền thử hoạt động nhá. Đây, một chạm thôi nhá các bác nhá. Cửa sổ trời cũng vẫn hoạt động như bình thường luôn. Là một chiếc xe hạng C cạnh tranh trực tiếp với lại Kia Cerato này. Đấy, hoặc là Mazda 3. Thì mẫu Elantra cũng là một cái mẫu xe được rất là nhiều bác tin tưởng lựa chọn sử dụng. Tại vì là đi thì rất là đầm này. Kèm theo đấy là cái ngoại hình cũng khá là đẹp, vì đây cũng là một mẫu xe của Hàn Hyundai mà có cả trang bị cửa gió ở hàng ghế thứ hai. Và xe này thì bác chủ cũng đã lên cả thảm trải sàn phim cách nhiệt đầy đủ, tức là sẵn các bác mua về là các bác chỉ việc tiện để sử dụng thôi, không cần phải làm gì nữa đâu. Xe thì chủ cũ quá giữ gìn rồi, mở cửa xe ra là đã nhìn thấy rất là ngay ngắn, cảm giác rất là tươi xe. Những cái xe mà đi ít các bác mở xe ra là các bác thấy luôn. Xe nào đi nhiều các bác mở ra các bác cũng nhận thấy luôn. Tại vì xe đi ít thì nhìn cái nội thất bên trong nó rất là ngay ngắn, chứ nó không có bị nhầu nhĩ. Rất là nhiều những cái chiếc xe mà đi nhiều rồi các bác nhìn cái ra mở ra các bác chán luôn. Đây là cái phần máy bên trong của xe nhé. Thì đây, quay kỹ để cho các bác xem những cái ốc chân máy này. Xin cam đoan với các bác rằng chiếc xe này nhà em là máy móc, động cơ, hộp số là nguyên bản nhà sản xuất. Xe thì không xảy ra cái tình trạng đâm va hay là ngập nước luôn đâu các bác ạ. Máy quá là đẹp và sáng đúng không? Kiểm tra check tiết mọi nơi nhá. Phần nỉ cách nhiệt ở phía trên này cũng thế này. Đấy, người ta phải đi ít và người ta phải giữ gìn thì nó mới còn quá là mới như thế này nhá các bác nhá. Đây các bác nhìn như này là các bác cảm thấy rất là gọi là thích, rất là hứng thú với cái chiếc xe này rồi đúng không? Giá chào bán của em cho chiếc xe này là 475 triệu đồng, một cái mức giá bán rất là phù hợp trên thị trường. Tại vì xe thứ nhất là màu trắng này, thứ hai là quá là đẹp. Đi có hơn 4 vạn cây thôi các bác nhá. Một chiếc xe phải gọi là về cái sản phẩm xe qua sử dụng thì khẳng định rằng đây là một chiếc xe mà các bác đến là các bác xuống tiền mua luôn, không có thể chê trách điều gì cả. Dáng đẹp này, đầy đủ option tiện nghi này, kèm theo đấy thì xe được cam kết từ kính cho đến keo chỉ và gọi là chuẩn zin đét đèn đẹt luôn nhé các bác nhé. Đăng kiểm thì còn đến tháng 3 2024.
Hôm trước em về cả một con Mazda 3 nữa, nhưng mà chiếc xe đấy đã bán rồi. Những cái chiếc xe thuộc phân khúc hạng C ấy, giá thành thì nó rất là hợp lý, vì vậy mà nhiều bác tìm mua. Giá tiền vừa phải, có thể trả thẳng luôn, không cần làm trả góp, và mẫu Elantra này cũng vậy. Nếu thích và quan tâm thì các bác nhớ gọi đến cho Tùng Bách Thái Nguyên, có địa chỉ duy nhất là tổ 2 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, theo số điện thoại mà em ghim dưới góc màn hình. Em có hỗ trợ trả góp cho chiếc xe này. Nói chung là xe nhà em thì gần như là có trả góp hết. Trả góp thì toàn miền Bắc, còn nhận vận chuyển xe trên toàn quốc. Bác nào yêu thương thì có thể đặt cọc trước để em Huyền giữ xe, hoặc trước khi đi thì các bác gọi cho em để em cũng giữ xe cho mình trong quá trình di chuyển các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai ạ.